giá các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu tăng 30%, vận tải tăng giá cước đến 22%, giá thép đã tăng 3 lần trong 15 ngày qua, các loại nguyên vật liệu đầu vào như bao bì, hộp đóng gói, thức ăn gia súc tăng 10 đến 20%. Thưa quý vị, những ngày qua giá các mặt hàng từ năng lượng, phân bón, ngũ cốc, vật liệu xây dựng hay là nhu yếu phẩm thiết yếu đều tăng mạnh. Giá các loại nguyên liệu đầu vào, đặc biệt là giá xăng dầu, liên tục tăng cao. Và nếu có giảm thì chỉ giảm nhỏ giọt trong thời gian gần đây. Đó là những yếu tố bất lợi khiến các doanh nghiệp sản xuất phải gồng mình để chống đỡ, trong khi người tiêu dùng thì quay cuồng trong cơn bão giá. Để có cái nhìn rõ hơn về vấn đề này với những số liệu kinh tế cập nhật, xin mời quý vị đến với những phân tích trong phần trình bày của biên tập viên Hoàng Hà. Xin mời anh. Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Thanh Tú và biên tập viên Khánh Thư. Thưa quý vị, tôi là Hoàng Hà, người đồng hành cùng quý vị trong theo dòng kinh tế hôm nay. Thưa quý vị, trong bối cảnh người dân đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19, hàng hóa tiêu dùng tăng cao khiến người dân thêm nặng gánh chi tiêu. Nhiều hộ gia đình đã phải thay đổi thói quen sinh hoạt để đảm bảo duy trì cuộc sống trong cuộc khủng hoảng về giá. Một tháng nay, anh Vinh, tài xế công nghệ ở Hà Nội đã phải chuyển sang dùng xe máy điện để cắt giảm chi phí. Cùng quãng đường 100 km, anh chỉ mất 10.000 đồng tiền điện, trong khi với xe máy chạy xăng sẽ lên đến 90.000 đồng. Lần sạc đầy được quả pin này thì nó mất tầm độ 5 đến 6 số điện. Nhưng mà mình cũng không đi hết được cái dung lượng pin này. Thế tính ra một ngày thì sạc nhồi thì nó chỉ rơi vào 4 số điện. Thì chi phí như vậy thì chỉ mất khoảng độ 10.000 đồng. Từ khi giá xăng tăng, thay vì đi làm bằng xe máy thì chị Mỹ Duyên ở quận Hai Bà Trưng đã chuyển sang đi xe buýt. Mỗi tháng chị tiết kiệm được 3 đến 400.000 đồng. Đi xe buýt đối với mình hiện giờ từ nhà đến cơ quan thì nó khá là tiện. Chỉ có một tuyến duy nhất thôi mà đi bộ thì cũng không quá xa. Tôi có sử dụng xe máy và kết hợp với cả phương tiện công cộng để đi làm ấy. Nhưng mà từ khi có cái tổ điện này thì nó tiện cái đường mình đi và cũng như là hợp lý về chi phí đi lại thì nên chuyển sang là đi tổ điện. Ở nhiều chợ truyền thống, người bán hàng cũng thấy bất ngờ với mặt bằng giá hiện nay. Thậm chí có những sản phẩm điều chỉnh tăng lần thứ 3, thứ 4. Bán hàng thì ế ẩm, mà như là giá cả thì nó lên, cái gì nó cũng lên theo cái giá cả. Lợn cũng cô lên 73, 74, mà thịt thì chợ ế. Nói chung là thôi, giờ cũng phải bằng lòng cuộc sống vậy, làm thế nào. Do xăng lên nhiều quá thì người ta cũng, các cái nhà phân phối, người ta cung cấp, người ta cũng đưa lên. Tất cả các mặt hàng mà cửa hàng của chúng tôi nhập về thì là giá cả có lên. Mà lên thì tất nhiên là khách hàng đồng lương hạn hẹp thì người ta không thể, người ta mua được theo cái khả năng như ngày thường, người ta sẽ giảm đi. Và thời điểm này thì rất là khó khăn, người mua thì vắng vẻ mà hàng hóa thì bán rất chậm. Xăng dầu tăng cũng phải thiết chặt chi tiêu để tính toán, để cho nó hợp lý. Những cái thiết thực trong cuộc sống, ví dụ như mắm muối này, rồi là cái thiết yếu thì mình vẫn cứ phải chi tiêu. Thế còn những cái đồ như đồ nước uống, rồi những cái đồ mà nó cũng không thiết thực lắm thì thôi mình lại cắt giảm đi. Hiện giá các mặt hàng thiết yếu như mì ăn liền đã tăng thêm 10% so với trước Tết. Tương tự với đường, mỗi bao tăng thêm 80.000 đồng đến 100.000 đồng. Hàng loạt các mặt hàng khác cũng tăng vọt. Thứ nhất là tất cả các hàng hóa, các cái sản phẩm sẽ tăng từ 10 cho đến 20%. Có nhiều các sản phẩm là tăng theo cái giá trị mà dầu và xăng đều tăng. Các cái hoạt động về mặt giao thương, rồi đi lại, rồi vận chuyển đều tăng. Đặc biệt là gần đây thì các cái vận tải đường biển của các cái tàu biển của nước ngoài thì họ đã tăng giá trị từ 10 cho đến 30% bởi vì giá dầu đã tăng. Bởi vì cái giá dầu nó chiếm đến gần đến 1/3 cái giá thành mà sản xuất của các cái đường vận tải vận chuyển trên hệ thống. Thì các cái mặt hàng thiết yếu khác thì cũng sẽ bị gia tăng. Thưa quý vị, tính từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã có 6 lần tăng giá xăng lên mức kỷ lục gần 30.000 đồng một lít, tác động trực tiếp đến nhóm giao thông, nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng. Các nhóm này chiếm đến 28,5% trong rổ hàng hóa tính theo CPI, đồng thời tác động vòng 2, vòng 3 đến các nhóm hàng hóa khác và gây áp lực lên CPI tổng thể. Giá xăng dầu tăng cũng tác động tiêu cực đối với tiêu dùng của người dân. Chi tiêu cho xăng dầu hiện chiếm 1,5% trong tổng tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình. Theo các chuyên gia, nếu giá xăng dầu bình quân năm 2022 tăng từ 30 đến 40% so với năm 2021, thì GDP sẽ giảm tốc độ tăng trưởng từ 1,2 đến 1,5 điểm phần trăm vào năm 2022, và lạm phát sẽ đội lên từ 0,8 đến 1 điểm phần trăm. Chiều qua, 21 tháng 3,
giá xăng RON95 đã giảm 632 đồng, còn 29.192 đồng một lít, mức giảm khá khiêm tốn so với các lần tăng giá liên tiếp trước đó. Và chúng ta hãy cùng lắng nghe ý kiến của các chuyên gia. Chúng ta phải chủ động cái nguồn cung xăng dầu. Vì rõ ràng là xăng dầu ấy, nó được nhập theo cái hợp đồng kỳ hạn tối thiểu là 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng. Và rõ ràng là nếu mà chúng ta mà không chủ động, không tính toán trước thì chúng ta sẽ khó lòng mà đáp ứng được nguồn cung. Mà muốn làm cái việc đó ấy, thì chúng ta phải có được một cái kho dữ liệu về xăng dầu trong nước cũng như quốc tế. Chúng ta phải có được cái thống kê các cái điều kiện cảnh huống của thế giới thế nào thì giá xăng dầu nó chuyển biến ra sao, để từ đó chúng ta có cái dự đoán cái giá xăng dầu trong cái thời gian tới. Có những quan điểm người ta có xem xét, phải chăng ví dụ xem xét lại cái thuế về tiêu thụ đặc biệt. Ví dụ hiện nay thuế tiêu thụ đặc biệt cho một lít xăng nó là 10%, hay là chúng ta kể xem xét lại cái thuế VAT. Thì ngoài ra thì thấy là khi mà giá xăng dầu thế giới còn tiếp tục tăng cao ấy, thì chúng ta có thể sử dụng những công cụ khác, ví dụ là chính sách an sinh xã hội. Thì ví dụ ở một số nước, ví dụ là Nhật Bản hoặc Thái Lan, người ta cũng có thể đảm bảo xã hội, người ta có thể sử dụng một phần ngân sách nào đó để hỗ trợ cho những cái đối tượng mà yếu thế hoặc đối tượng mà bị chịu tác động nhiều nhất. Đối với mặt hàng xăng dầu thì chúng ta vẫn phải tìm kiếm các cái nguồn cung mới để làm sao cái việc mà chúng ta tích trữ các cái mặt hàng xăng dầu nó được lớn trong cái thời gian tới, để làm sao khi nó xảy ra biến động thì chúng ta có cái dự trữ để chúng ta bù đắp vào thị trường. Thưa quý vị, theo các chuyên gia, việc giá tăng trên hầu hết mặt hàng do tác động của giá xăng dầu tăng cao trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và thu nhập đầu người lao động bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Lạm phát tăng càng gây khó khăn cho cuộc sống của người dân. Hỗ trợ phục hồi nền kinh tế và bổ sung thêm những giải pháp cụ thể, hiệu quả trong điều tiết giá xăng để làm giảm áp lực lạm phát là yêu cầu cấp thiết. Các chuyên gia cũng cảnh báo, các nhà hoạch định chính sách cần đặc biệt lưu tâm đến những rủi ro về lạm phát vì giá hàng hóa tăng là vấn đề xảy ra trên diện rộng, chứ không chỉ xoay quanh nhiên liệu. Thưa quý vị, phần trình bày của tôi kết thúc tại đây. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi những tin tức đáng chú ý khác có trong 45 phút chiều. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, chủ trì buổi tiếp và làm việc với Tân Đại sứ Singapore tại Việt Nam. Chào mừng Ngài Jayaratnam, Tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Singapore sang nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ tin tưởng Ngài Đại sứ sẽ hoàn thành nhiệm kỳ công tác và có nhiều đóng góp tích cực cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Singapore. Chính phủ Nhân dân Việt Nam nói chung và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nói riêng đặc biệt mong muốn được hợp tác với phía Singapore trong lĩnh vực đào tạo nhân lực, quản lý nhà nước cũng như công tác xây dựng chính sách phòng chống tham nhũng, một lĩnh vực mà Singapore đã và đang làm rất thành công. Chân thành cảm ơn đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã dành thời gian tiếp Đại sứ Jayaratnam, khẳng định trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục là cầu nối góp phần tăng cường thúc đẩy mối quan hệ hợp tác Singapore-Việt Nam nói chung và giữa các cơ quan đào tạo Singapore với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nói riêng ngày càng sâu sắc, bền chặt. Ngài Đại sứ chúc mối quan hệ hợp tác Singapore-Việt Nam ngày càng phát triển, đạt nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Ngài Đại sứ cũng thông báo Tổng thống Singapore cũng sẽ đến thăm Việt Nam trong thời gian sắp tới và đây có thể sẽ là chuyến công du quốc tế đầu tiên của Tổng thống Singapore sau đại dịch COVID-19. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân TP HCM đã tổ chức hội nghị tham vấn các nhà đầu tư, góp ý, hiến kế các giải pháp thực hiện định hướng phát triển kinh tế xã hội thành phố đến năm 2030. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM dự hội nghị. Doanh nghiệp cho rằng để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh và bền vững, nhất là để phục hồi kinh tế sau đại dịch, cần chú trọng phát triển thị trường chứng khoán, xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, thúc đẩy thị trường du lịch, khẩn trương chuyển đổi số đồng bộ và phát triển kinh tế số, tiếp tục khuyến khích phát triển khu vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ theo hướng ứng dụng công nghệ cao, tăng cường đầu tư cho khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, logistics, nhanh chóng phát triển hạ tầng giao thông, trong đó chú trọng giao thông đường biển. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để thu hút các nhà đầu tư có giải pháp phát triển thành trung tâm phân phối hàng hóa thực phẩm tiêu dùng chất lượng cao trên cơ sở phát triển hệ thống bán lẻ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, góp ý của ba doanh nghiệp nổi lên ba vấn đề trọng tâm là thể chế, hệ thống chính sách và quy định, xây dựng kết cấu hạ tầng về kinh tế xã hội, phải có nguồn nhân lực đáp ứng với yêu cầu của giai đoạn mới, phải có đội ngũ cán bộ công chức tận tụy, trách nhiệm, liêm chính, hành động quyết liệt. Chủ quy ý kiến của các doanh nghiệp là cần có một môi trường thông thoáng, minh bạch, thuận lợi, dễ dàng trong một không gian sống và làm việc văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Thành phố đã cam kết, doanh nghiệp cũng đã đồng ý là đồng hành. Vấn đề quan trọng là cần phải có tiêu chí, quy định trách nhiệm, mỗi bên làm gì, nhất là vai trò của người đứng đầu. Những khó khăn, vướng mắc tồn tại đã và đang cố gắng tập trung, nỗ lực tháo gỡ theo hướng việc gì thuộc thẩm quyền của thành phố thì giải quyết sớm. Việc nào thuộc thẩm quyền của cấp trên đã và đang tập hợp để báo cáo để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sáng nay tại thành phố Hải Phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã tổ chức gặp mặt báo chí năm 2022. Tham dự có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Quân chủng Hải quân đã thông tin về một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Lãnh đạo các cơ quan báo chí đánh giá cao công tác phối hợp tuyên truyền của Quân chủng Hải quân với các cơ quan báo chí, bảo đảm thông tin tuyên truyền, thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch để tuyên truyền có chủ đề, chủ điểm theo từng giai đoạn, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của độc giả. Năm 2022, các cơ quan báo chí đề nghị Quân chủng Hải quân tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền theo các chuyên trang, chuyên đề, cơ sở pháp lý, bằng chứng lịch sử, khẳng định chủ quyền quốc gia, các hoạt động khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và các vùng biển đảo khác của Việt Nam, phù hợp với luật pháp quốc tế, vai trò nhiệm vụ của lực lượng hải quân trong bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, thành tựu của Hải quân Nhân dân Việt Nam trong giai đoạn mới, gắn liền với công tác chăm lo hậu phương quân đội. Sáng cùng ngày, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đến thăm làm việc với Báo Hải Phòng. Đồng chí Lê Quốc Minh chúc mừng cán bộ phóng viên, nhân viên Báo Hải Phòng trong hành trình 65 năm xây dựng và phát triển, đạt được những thành tích đáng tự hào. Hiện nay, các loại hình báo chí phải thay đổi để phù hợp xu thế phát triển mạnh mẽ, cách tiếp cận thông tin mới của bạn đọc, trong đó cần tự làm mới mình từ hình thức đến nội dung, có cách truyền tải thông tin linh hoạt, hiệu quả nhất thông qua nhiều loại hình thể hiện. Đối với vấn đề chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí, Báo Hải Phòng cần từng bước tiếp cận và có lộ trình thực hiện với những mục tiêu cụ thể của từng giai đoạn để đạt hiệu quả cao. Giá xăng dầu tăng cũng đang tạo sức ép không nhỏ lên giá vé máy bay, nhất là khi vận tải đường bộ và hàng hải đã tăng cước. Trước sức ép giá nhiên liệu, các hãng hàng không liên tục kiến nghị tăng trần giá vé máy bay. Theo Vietravel Airlines, giá nhiên liệu bay ZA1 tăng cao hơn 94 đô la Mỹ một thùng, gây nhiều sức ép lên doanh nghiệp khi chi phí nhiên liệu chiếm hơn 30% tổng chi phí khai thác của các hãng hàng không. Vì vậy, các hãng hàng không kiến nghị chính phủ các cấp ngành xem xét cho các hãng được chủ động áp dụng phụ thu phí nhiên liệu với đường bay nội địa khi giá nhiên liệu bay từ 100 đô la Mỹ một thùng trở lên. Vietnam Airlines cũng trình Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải nhiều giải pháp hỗ trợ các hãng hàng không ứng phó với giá xăng dầu tăng cao. Hãng này kiến nghị các bộ ngành tăng trần giá vé máy bay từ mùng 1 tháng 4, thêm phụ thu nhiên liệu với đường bay nội địa, miễn toàn bộ thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay trong năm nay, thay cho mức giảm 50% đang áp dụng.